Xin chào đón quý vị khán giả đang quay trở lại với Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Và ở trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về những lựa chọn cho các phụ huynh trong mùa hè năm nay cho con của mình. Nhảy múa là một bộ môn được rất là nhiều những phụ huynh tin tưởng, bởi lẽ nó không chỉ giúp cho các con có những trải nghiệm rất là thú vị mà còn là một giải pháp rất là tốt cho sức khỏe và sự phát triển của các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu một bộ môn rất là được thịnh hành trong mùa hè của 2019. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời của ngày hôm nay, người sẽ đem đến những thông tin rất thú vị về bộ môn thể thao này. Xin giới thiệu huấn luyện viên Hip Hop Kid anh Nguyễn Hồng Quân. Xin chào anh. Chào em. Hiện tại thì anh đang dạy chính là thể loại breaking, thể loại mà dùng nhiều năng lượng nhất và nhiều thể lực nhất cho một, nó như là một môn thể thao. Và bây giờ nó đã được cho vào Olympic 2024, đã sẽ có giải hội Olympic của môn breaking rồi. Nếu mà các bạn học sinh của anh bây giờ mà bắt đầu tập luyện cố gắng thì chắc là cũng khả năng có thể tham gia, đúng không anh? Sẽ giới hạn độ tuổi mà, từ 16 tuổi trở xuống. Trong hàng loạt những bộ môn thể thao mà các bạn có thể lựa chọn, và đặc biệt là trong nhảy múa tôi cũng đã có rất là nhiều dòng rồi, ballet này, rồi là nhảy dance sport này. Thế thì lý do gì mà người ta lại muốn đến về bộ môn thể thao này? Mình không thể biết là người ta bắt nguồn từ đâu cả. Người ta có thể xem ở một đâu đó hoặc là đi ra đường, tại vì đây là điều nhảy đường phố. Nên các bạn có thể bắt gặp rất là nhiều các bạn trẻ tập ở các công viên này, hay là tượng đài Lenin, hay là các cái chỗ nơi công cộng ấy, hoặc là có thể xem ở bất kỳ ở đâu, xem trên TV hoặc là một chương trình ca nhạc nào đó thì rất là nhiều. Đấy, đấy là cái nơi mà người ta bắt đầu biết đến, xong đó tìm hiểu và sẽ đến phòng tập. Ý của Minh Trang đó là nếu mà so với các bộ môn khác ấy, thì theo anh, một người giảng dạy, thì anh thấy là bộ môn này có cái điều gì thú vị mà chỉ có ở đây mới có thôi? Thật ra thì là môn thể thao, mình nghĩ là cái bộ môn breaking này nó đòi hỏi rất là nhiều thể lực, sự đam mê. Nói chung là nếu mà không có thích, không có sở thích thì chắc chắn là không theo được rồi. Tại vì nó rất là khó. Nó khó hơn các thể loại khác là tại vì bản thân là nó đòi hỏi cả thể lực nữa và sự kiên trì rất là nhiều. Có những động tác mà tập đến vài năm chứ không chỉ nói đến là một vài tháng nữa. Thế là nếu mà không đủ sự kiên trì và đam mê thì không thể theo đuổi được. Với tất cả bộ môn thể thao giống như là múa, nhảy thôi, nếu mà được tập được sớm ý, thì các con sẽ bộc lộ được các khả năng của mình và sẽ sớm thành công hơn. Đấy là điều chắc chắn. Tại vì bản thân mình đã đi một số trường giảng dạy bộ môn breaking ở bên nước ngoài và các bạn ấy tập từ lúc 4 tuổi. Còn đa số ở Việt Nam thì các mẹ phụ huynh, bậc phụ huynh vẫn sợ cho các con tập cái môn này, nó gây nguy hiểm. Chẳng hạn như là các động tác ke đầu hay là chống tay đều sợ các con bị tổn thương, nhưng thật ra thì phải qua một quá trình tập luyện trước khi đó các con mới tập được động tác đó. Nghĩa là một trải qua một khoảng thời gian tập dài đã, thế là hoàn toàn là không có vấn đề gì cả. Vậy thì bao nhiêu tuổi thì bắt đầu được vào học lớp của thầy Quân? Lớp anh nhận học sinh từ 4 tuổi rồi, các con 4 tuổi đã tập được rồi. Thế là cứ biết đi là các con có thể vào tập, đúng không? Với các bạn học sinh của thầy Quân thì ví dụ như là những buổi đầu tiên các bạn đến thì các bạn sẽ được làm quen với cái gì đầu tiên ạ? Với những buổi tập đầu tiên thì các con được làm quen với những động tác cơ bản trong breaking, sau đó thì là nghe nhạc. Những động tác cơ bản của breaking ví dụ là sẽ là gì ạ? Thì trong breaking thì nó có 4 thể loại chính là power, fizzy, top rope và footwork. Đấy thì phần top rope và footwork là dễ nhất. Top rope là gì? Top rope là những động tác nhảy ở trên thôi. Nó cũng giống như các thể loại đan khác, nhưng mà cái động tác footwork là cái động tác đặc trưng của breaking rồi. Là chống tay xuống đất và như em đã xem là chạy các cái bước chân rồi xoay xoay các thứ đấy. Cái động tác ấy đòi hỏi thể lực rất là cao. Với bộ môn này thì nhiều người sẽ hơi lo ngại, bởi vì là như anh nói, có những động tác ke đầu, xoay đầu này, rồi có cả những động tác nhào lộn nữa. Vậy thì khi mà mình tập cho các con ấy, thì mình sẽ phải tập từ những động tác cơ bản rồi mới chuyển sang, đúng không ạ? Và mình có cách nào để mình bảo vệ cho cơ thể của các con nó sẽ không bị tránh khỏi những cái tổn thương hoặc là những cái chấn thương không đáng có? Thật ra thì bản thân là khi bắt đầu mới tập thì đầu tiên các con cần tập thể lực trước mà. Thế là trải qua một cái thời gian tập thể lực đã, thì sau đó các con đủ sức khỏe để làm động tác đó đã, chứ không phải là mới tập là muốn tập là được luôn. Thế đâm ra là các con phải trải qua một khoảng thời gian luyện tập thể lực đã, rèn luyện thể lực, sau đó bắt đầu vào tập các động tác cơ bản. Nghĩa là trước khi tập động tác đó chúng ta phải tập thể lực trước đã, để đủ thể lực mới làm một động tác cơ bản đó. Với lớp học của thầy Quân thì cùng với cái động tác, những động tác cơ bản, anh nghĩ là nó có thể phát triển được những bộ phận nào hoặc là những cái khu vực nào trên cơ thể mình cho các con? Thật ra thì với thể loại breaking thì nó hoàn toàn phát triển tất cả các cơ trong cơ thể mình luôn. Từ chân, tại vì mình phải nhảy tất cả mà. Từ chân rồi, nói chung là tất cả, không thiếu gì cả. Nói chung là cả về trí não nữa. Tại vì bản thân là các bạn vừa nhảy vừa được nghe nhạc mà. Thế đâm ra nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Sau những cái trải nghiệm giờ học căng thẳng, đến đây các bạn được chơi, đã được nghe nhạc, chỉ cần nhún nhảy thôi là vui rồi. Thầy Quân thử nhớ lại xem là trong quá trình mà mình dạy học bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Nếu mà tính ra dạy thì cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi, có rất là nhiều những kỷ niệm đúng không? Anh thử nghĩ xem có một kỷ niệm nào thật là đáng nhớ với những học trò nhỏ của mình. Anh có thể kể cho mọi người. Thật ra thì học trò nhỏ các con thường thường là đến lớp, cứ đến lớp là khóc thôi. Thế ạ?
Mặc dù là xin bố mẹ đi học nhưng mà đến lớp là khóc. Đang tập cũng quay ra con nhớ mẹ lắm, thế là đành bố mẹ đành phải đi về trước, thế là đợi con ở đấy. Nhưng có những bạn mà khóc đến mức mà nôn cả ra sàn. Nhưng mà sau đó 1-2 hôm sau thì đến lớp là đến sớm nhất lớp, tự tập lại bài, tự nhảy rất là vui. Vấn đề nó chỉ nằm ở những buổi đầu tiên thôi, đúng không? Vấn đề buổi đầu tiên thôi, thật ra các con mà đã thích rồi thì không thể ngăn cản được. Nó giống như là mua đồ chơi, đã có một thứ đồ chơi rồi thì nhảy để cũng giống như vậy. Mỗi động tác cũng như là một đồ chơi mới các con ấy, khi các con có một đồ chơi mới lại có một đồ chơi mới nữa, thế là đâm ra là các con luôn hứng thú với các cái bài tập mới. Khi mà được làm được cái động tác đấy thì các con càng thích hơn. Thể bản thân là cái động tác đấy do các con rèn luyện cố gắng để đạt được nó, chứ không phải như một món đồ chơi người lớn mua tặng cho các con, thì đâm ra các con sẽ rất là ưng hơn. Và đặc biệt nữa là các bạn nhỏ thì có cái mối kết nối với âm nhạc rất là lớn và các bạn sẽ rất là nhanh nhạy về âm nhạc. Trang lại muốn hỏi anh về một chút về cái giải pháp sức khỏe, tức là ngoài việc là chúng ta tận hưởng với nhau âm nhạc này, với những cái động tác, thế thì cùng với đó thì việc rèn luyện thể lực này và những động tác này có tác dụng như thế nào với sức khỏe của các con ạ? Thực ra với sức khỏe các con thì bản thân mình thì mình tập thì mình biết, đúng không? Chứ còn không thể nói ra là mình khỏe lên bao nhiêu hay là mình có cơ bắp như thế nào. Như một cái việc đơn giản nhất thôi, chẳng như là có một bà của bạn phụ huynh hoặc bạn học sinh, thế là bình thường là con cứ nghĩ là con tay bé không khỏe đâu, thật ra thì con véo bà một cái nhưng mà tay bà tím đấy, thì có nghĩa là thực ra thì tay con rất là khỏe nhưng mà con không biết cái điều đấy, thì con cứ nghĩ là như bình thường thôi đấy. Thế thật ra thì thể lực con rất là tốt và con rất là khỏe sau khi tập. Thứ nhất là đỡ ốm đau. Nhiều bạn bị phổi hay là mắc hơi khó thở ấy, nhiều bạn yếu với sức khỏe đi tập khỏe lên rất là nhiều và không mắc bị ốm vặt với các thứ nữa. Và đa số là khi mà các bạn đã thích vận động rồi thì thường thường là các bạn sẽ không thích chơi điện tử nữa đấy. Thế ngoài các cái giờ mà bình thường là các bạn ngồi xem điện tử thì thay vào đó là các bạn nhớ đến các bài tập, các bạn tự tập ở nhà. Tại vì mình có rất là nhiều các bạn phụ huynh đã gửi clip tập ở các con ở tập ở nhà cho mình, những cái giờ mà rảnh rỗi đấy thì các con tự luyện tập cái điều đấy. Hay quá, tức là các bạn ấy có thể tự khai phá được những cái sức mạnh, những cái khả năng của chính mình mà trước đó thì các bạn không biết được. Vậy còn trong quá trình giảng dạy của anh thì không biết là thầy giáo có gặp phải những cái khó khăn gì không? Chắc chắn là sẽ có chứ, khi mà dạy các bạn nhỏ. Thực ra thì các bạn nhỏ bị một cái vấn đề mà mình thấy lớn nhất là các bạn mất tập trung. Tại vì các bạn khi mà các bạn mất tập trung ấy, tập rất là lâu nhưng mà không thể tránh khỏi, tại vì tuổi của các con là tuổi ham chơi mà. Thế đâm ra là với tư cách là một người thầy chắc chắn là mình phải kiên nhẫn rồi. Có những bạn tập trung thì tập rất là nhanh, dạng như các con đều từ đứa tuổi vẫn còn rất là ham chơi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi đấy đều rất là ham chơi, cho nên là các bạn nào mà tập trung được thì tập rất là nhanh. Một cái điều cuối cùng khi mà anh nói về công việc của anh cảm thấy tuyệt vời nhất khi được gắn bó với bộ môn này và với các bạn nhỏ là gì ạ? Ngày xưa thì anh có dạy đa số là dạy người lớn, nhưng mà sau khi chuyển qua dạy trẻ con thì anh thấy đấy là một niềm hạnh phúc. Tại vì bản thân được sống cùng các con, nghĩa là được cho các con những cái mà niềm đam mê, rồi cho các con khỏe hơn, các con vui hơn ấy. Thật sự để sau mỗi buổi dạy thì rất là vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều. Minh Trang nghĩ rằng là với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì anh cũng đã khơi nguồn cảm hứng cho rất là nhiều bố mẹ cũng như là các bạn nhỏ với bộ môn Hip Hop Kids. Và bản thân Trang cũng thế, khi mà nghe anh nói thì Trang cũng đã rất là muốn được nghe nhạc và bận muốn được nhìn các bạn nhỏ nhảy ở trên sàn như thế nào. Và ngay bây giờ thì Minh Trang muốn đem đến cho quý vị khán giả những hình ảnh, những động tác kỹ thuật cơ bản về bộ môn thể thao này. Một, the top rope. Top rope là những động tác cơ bản đầu tiên bạn cần học khi bắt đầu tập nhảy breakdance. Top rope chỉ đơn giản là một điệu nhảy khi đứng, là những cử động của phần thân trên thoải mái theo điệu nhạc. Tuy đơn giản nhưng đây là một phần rất quan trọng trong quá trình tập luyện breakdance. 2. Freeze. Freeze là một kỹ thuật trong đó các vũ công trong giây lát tạm dừng ở một vị trí đầy thử thách hoặc hấp dẫn. Có vô số biến thể của kỹ thuật này và tất nhiên, bạn luôn có thể trở lại trạng thái nhảy múa vào bất cứ lúc nào, thường là chỉ đứng yên trong một vài giây thôi. Một số kỹ thuật freeze phổ biến là baby freeze, e che, side che, G-kick, flag. 3. Footwork. Footwork hay còn gọi là footglide là một thuật ngữ dùng để chỉ những bước di chuyển trượt chân giống như đang bước trên một mặt băng trơn trượt. Footwork cũng chính là khởi đầu của những bước nhảy hết sức nổi tiếng như moonwalk của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Bốn, the drops.
là cách mà các vũ công thay đổi từ vị trí đứng, thả người xuống sàn để thực hiện các bước di chuyển tiếp theo. Năm, hinge kick là một trong những động tác mạnh mẽ nhất của các vũ công. Ngồi xổm, kiễng hai mũi chân và giữ thăng bằng, chống hai tay sau lưng và duỗi chân trái ra, đá chân phải lên trời và làm ngược lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ với hai bạn nhỏ đã trực tiếp trải nghiệm với bộ môn thể thao này. Xin chào các bạn nhỏ. Con chào cô. Chào các con và chào đón các con đang đến với trường quay của chương trình Let's Try Nào Cùng Phong Cách. Bây giờ thì các con sẽ tự giới thiệu về bản thân mình nhá. Bạn nam trước nhá. Chào con tên là gì? Con tên là Nguyễn Phủ Thái ạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 8 tuổi ạ. Thế còn con? Con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Gia Bảo Linh. Năm nay con 10 tuổi ạ. Các bạn đều ở độ tuổi rất là nhỏ. Thái ơi, ngày xưa con học từ năm bao nhiêu tuổi? Con học từ mùa hè năm trước rồi. Tức là mình học được 1 năm rồi đúng không? Thế còn Linh học được bao nhiêu lâu rồi? Con mới học được 1-2 tháng thôi ạ. Mới học được 1-2 tháng. Thế thì cô sẽ hỏi cảm xúc của Linh nhá. Thì con đã học bộ môn nào khác chưa? Con học múa, con có học múa. Thế bây giờ trải nghiệm thêm một bộ môn nữa, con thấy nó khác gì so với múa? Con thấy nó dùng lực của tay nhiều hơn. Con có thích hơn không? Có ạ. Thế một tuần con sẽ đi tập bao nhiêu buổi? Chắc con chỉ tập 1-2 buổi thôi ạ. Và về nhà thì con có tập thêm không? Dạ, về nhà chắc chắn con sẽ có tập thêm. Với chàng trai mà đã gắn bó 1 năm, thế nếu mà để thang điểm từ 1 đến 10 thì mình thấy bây giờ trình độ của mình đang ở mức bao nhiêu hả con? 10 ạ. Ui, 10 luôn. Thế ạ? Con chỉ biết 10 thôi ạ. Thế ạ? Thầy ơi, thầy thế nào ạ? Đây học trò của thầy. Tự tin như thế này tốt, cứ tự tin, cần tự tin trước đã. Tất cả sẽ xử lý sao? Thái ơi, trước khi học hip hop con có học bộ môn gì khác không? Con học nhiều lắm chứ con không đoán ra được ạ. Con không nhớ được nhiều, ạ? Nhiều, không nhớ được. Thế đến khi học hip hop thì con mới nhìn ra được đây là gọi là tình yêu chân chính của cuộc đời mình, đúng không? Con thích nhất ở hip hop điều gì? Cái điều à, đấy là vì cái điều đam mê của con thì con thích nha. Đam mê của con luôn. Trước khi học hip hop và bây giờ sau khi học được 1 năm thì con thấy mình khác gì không? Có khác ạ. Khác như thế nào? Kiểu cái chân tay của con nó mạnh hơn ạ. Mạnh hơn? Mạnh hơn. Lại quay lại hỏi thầy giáo một chút. Với các bạn nhỏ như thì Minh Trang thấy là các bạn rất hào hứng với bộ môn hip hop kids. Và hầu hết thì các bạn nói đúng những điều mà anh Quân đã nói á, là các bạn nhìn thấy được cái sức mạnh của bộ môn này và khám phá ra được những cái sức mạnh cơ thể của mình nữa. Thế thì với các bạn nhỏ này, khi mà trong quá trình đầu tiên tham gia vào bộ môn này, thường thường các bạn sẽ gặp phải những khó khăn gì ạ? Thường khó khăn với các bạn nhất là vấn đề thể lực, tại vì rất là quan trọng. Thì vì khi mà mình khởi động ấy, khởi đầu tiên ấy, mà mình không có thể lực ấy, thì cái quãng thời gian mình tập được các động tác cơ bản nó rất là lâu. Thế là cái vấn đề thể lực rất là quan trọng, giống như lúc đấy Linh có nói ấy, là con thấy dùng rất là nhiều sức của tay. Thấy bản thân là trước cả con có tham gia là bộ môn múa trước, sau đó mới chuyển qua tập nhảy breaking. Thế đâm ra là cái vấn đề tay của con bị rất là yếu. Đấy, thế là bây giờ con phải rèn luyện thể lực trước, sau đó thì con sẽ tập được các cái động tác cơ bản nó sẽ nhanh hơn. Anh Quân thấy là với hai học trò của mình, bạn Thái và bạn Linh đều là học trò của thầy Quân cả. Thì sau khi mà các bạn theo học một thời gian thì anh thấy các bạn có những cái thay đổi gì không? Thật ra thì trình độ các bạn đã tiến bộ rất là nhanh, thì bản thân là các bạn đam mê. Thế đâm ra là đó là cái lý do đầu tiên khi các bạn mà tập nhanh như vậy. Tại vì rất là nhiều bạn đi học nhưng mà đến về nhà lại không tập nữa. Lúc ấy thì Linh về nhà có tập lại và Thái thì tập thường xuyên. Đâm ra là cái niềm đam mê đấy nó thúc đẩy các bạn ấy luôn luôn cố gắng để làm được cái mình thích. Linh ơi Linh, con nói là cái cổ tay con bị yếu đúng không? Dạ, thế vâng. Bây giờ thì con thấy nó thay đổi như thế nào? Con thấy nó chắc hơn, mạnh hơn. Ngoài ra thì các khu vực trên cơ thể mình, chân này rồi là vai này, các bộ phận khác nữa, nó có khỏe khoắn mạnh mẽ hơn không? Với hai bạn nhỏ này thì các bạn ấy là những bạn rất là đam mê rồi. Nhưng em muốn hỏi rộng hơn một chút, với các bạn nhỏ khác khi mà tập hip hop ấy thì thường có gặp phải những chấn thương không, và chấn thương thì sẽ như thế nào? Thường thì là rất ít khi bị chấn thương, tại bản thân như anh đã nói từ đầu tiên ấy, là các con sẽ phải tập thể lực trước, sau đó mới tập các động tác. Thì đâm ra là cái vấn đề mà các con bị chỉ là thường thường là bị đau người thôi. Bị đau người là do các cơ của con yếu. Chẳng như hôm trước Linh có tập một động tác cái vai đấy, hôm sau con về và con mỏi hết cả vai, đấy là do cơ của bạn rất là yếu. Thế nên là khi mà tập thì các bạn ấy bị mỏi ngay. Ngoài việc các bạn ấy tập luyện ở trên lớp và có tập luyện ở nhà, thì
thì các bạn ấy có tham gia các cái buổi biểu diễn cùng với thầy hay là các sân chơi nào không ạ? Thật ra thì bản thân breaking cả hip hop bây giờ nó rất là gần. Đa số rất là nhiều chương trình biểu diễn hay là thi đấu cho các lứa tuổi các con bây giờ rất là nhiều. Thế đâm ra là để kiếm một sân chơi các con không khó. Cái vấn đề là các con có muốn hay không thôi. Là một người đã từng có trải nghiệm trong cả việc huấn luyện viên huấn luyện cho cả người lớn và trẻ em, thì anh thấy là khi mà huấn luyện cho các bạn nhỏ với bộ môn này thì có điều gì khác biệt với bản thân anh? Thật ra thì với dạy hai chương trình dạy khác nhau cho các con và người lớn, thì bản thân là khi mà người lớn đã tìm đến bộ môn này là cũng đã thực sự là người ta đã có những cái ý định nghiêm túc rồi. Thế đến là người ta sẽ tập trung và làm như là một cái công việc mình ưa thích, chứ không giống như các con đây chỉ là một cái sân chơi ấy, để các con đến để chơi, để tập luyện và để giải lao, nói chung là để giải trí nữa. Đấy, nó rất là nhiều cái tính năng khác để cho các con có thể thoải mái hơn. Đấy, cái mà anh nhận thấy là làm như nào để đem được nguồn cảm hứng cho các con là thích vận động. Đấy là điều quan trọng nhất trước khi là đến cái ý định là các con có thích hay không hay đam mê hay không. Chỉ cần là các con thích đến lớp là được. Đấy là cái mà ưu tiên hàng đầu của anh. Tại vì khi mà các con đã thích đến lớp là các con đã thích bộ môn ấy rồi. Bây giờ thì My Trang rất là muốn hỏi anh thêm một chút về những lưu ý khi mà các bạn nhỏ tập luyện Hip Hop Kids tại nhà. Thật ra thì các bài tập về nhà thì thường thường thì anh chỉ cho các con tập bài tập thể lực là chính. Và còn các động tác khó thì đa số là tuyệt đối không cho các con tự tập tại nhà. Tại vì đều cần sự hỗ trợ của thầy giáo các con mới làm được. Cảm ơn anh. Hy vọng rằng chúng tôi đã có một gợi ý thú vị dành cho quý vị trong mùa hè năm nay để cho con mình có một sự lựa chọn với những bộ môn thể thao để có thể phát triển được cơ thể và đồng thời sẽ có những trải nghiệm thật là thú vị. Còn bây giờ hãy cùng dịch chuyển với Let's Go!